Bây giờ là 11:30, đúng thời điểm cách đây 44 năm. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn. Mình biết cái khoảnh khắc của cái giờ phút lịch sử đó, biết cái giờ đó là cái giờ đã kết thúc cuộc chiến tranh rồi. Ngay cái thời khắc đó, cho nên là ba mẹ quyết định đặt tên là Vinh Quang. Đến ngày hôm nay thì em vẫn cảm thấy được là mình rất biết ơn vì điều đó. Thưa quý vị, 11:30 ngày 30 tháng 4, đúng vào giờ phút này cách đây 44 năm, lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến thắng này đã mở ra một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 44 năm đã trôi qua, bất cứ ai và bất cứ lúc nào khi chúng ta nhìn lại thời khắc lịch sử quý giá đó đều cảm thấy trân quý hơn ý nghĩa và giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc. Lịch sử luôn là động lực cho hiện tại và tương lai. Trong những phút tới đây, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với những câu chuyện đặc biệt trong ngày 30 tháng 4, cùng gặp gỡ với những nhân vật và sự kiện đặc biệt nhân ngày lễ lớn của toàn dân tộc. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những nhân chứng đặc biệt. Họ không phải từ phía lực lượng cách mạng, cũng không phải từ phía bên kia chiến tuyến. Họ là những nhân chứng thứ ba, những nhà báo có mặt để chứng kiến thời khắc lịch sử đặc biệt này. Bức ảnh hai xe tăng quân giải phóng hút cửa Dinh Độc Lập cùng người lính tăng cầm cờ lao vào được ghi lại bởi nữ phóng viên Pháp François de Monde. Trong thời gian gỡ cờ Việt Nam Cộng Hòa thì nhiều xe tăng của lữ đoàn 203, quân đoàn 2 và chiến sĩ của trung đoàn bộ binh 66 thuộc sư đoàn 304, quân đoàn 2 nhanh chóng đổ bộ vào Dinh. Tôi và Galas tức tốc chạy lên lầu 1 để ra ban công để có tư thế chụp ảnh đoàn tăng tiến vào Dinh. Thì đoàn tăng chia ra hai cánh trái phải đi vòng vào Dinh. Nhà báo Tây Đức Boris Galat chọn góc máy hướng thẳng cửa Dinh ghi lại hình ảnh các đoàn tăng quân giải phóng nối nhau tràn đến. Ông Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu được các sĩ quan chiến sĩ quân giải phóng đưa sang đài phát thanh để đọc lời đầu hàng. Duy nhất có một mình tôi chụp hình là cái điều thứ nhất, nó cái lợi thế là nó như vậy. Điều thứ hai là mình biết cái khoảnh khắc của cái giờ phút lịch sử đó. Biết cái giờ đó là cái giờ đã kết thúc cuộc chiến tranh rồi. Bức ảnh được hãng AP và sau đó là nhiều hãng trên thế giới đăng tải. Họ gọi đây là hình ảnh sự kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa. Kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn. Bằng phát sóng lần thứ nhất, cựu chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn Nguyễn Hữu Thái tiếp tục ở lại đài, kêu gọi các giới công nông trí Sài Gòn đến đài nói lên ý kiến và lời kêu gọi của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau bài phát biểu ngắn đã hát ca khúc Nối vòng tay lớn, không đàn nhưng được đệm bằng tiếng vỗ tay của những người trong phòng. Từ Bắc Hồ Nam nối liền năm tay, ta đi từ Đồng Hoa vô lối lên sông rồi. Vừa ngát vừa leo, tay ta vừa đèo. Cho đến tận bây giờ, ngay cả đối với tôi và những người thuộc thế hệ sinh ra trong hòa bình, nhìn ngắm lại những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ về thời khắc lịch sử này, vẫn có thể cảm nhận thấy thật rõ nét niềm vui, niềm háo hức, hân hoan của toàn dân Việt Nam khi đất nước thống nhất. Niềm vui và niềm hân hoan ấy được đặt trong những cái tên như là giải phóng, thống nhất, vinh quang, hòa bình của những người sinh ra vào ngày đặc biệt này. Đất nước bao nhiêu mùa xuân hòa bình thì họ bấy nhiêu tuổi. Và hiện nay thì những thành viên của câu lạc bộ những người sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành những công dân thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với họ, ngày sinh đặc biệt đã trở thành động lực để họ cố gắng đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Ngay cái thời điểm mà lúc sinh sinh mình ra thì lúc đó là ba đang còn ba lúc đó đang tham gia cái lực lượng võ trang thanh đoàn. Báo thì ba lúc đó đang lúc đó thì nó đang gọi là đang đi tiếp quản cái khu vực ở bên
bên bàn cờ, bên vườn chuối gì đó. Rồi ba mới chạy về. Lúc đó mình đã sinh ra rồi. Ngay cái thời khắc đó, cho nên là ba mẹ quyết định đặt tên là Vinh Quang. Cha mẹ đã đặt tên cho mình một cái tên Bình. Nó cũng gắn liền với cái thời khắc lịch sử của đất nước. Mỗi một năm sinh nhật của mình thì gần như một cái mỗi một năm qua một cái dấu ấn, thêm một dấu ấn, thêm một kỷ niệm nữa, và chứng kiến cái sự phát triển của đất nước, chứng kiến tất cả những cái thay đổi, và nói chung rất là vui mừng. Mình cũng muốn góp một phần nào đó để xây dựng đất nước, tại vì bản thân mình sinh ra mình đã được hưởng trọn cái hòa bình từ những sự hy sinh của biết bao nhiêu người, thì bây giờ mình là thế hệ đi sau, mình cũng muốn là mình góp một sức công sức gì đó, kiến thức để mà mình xây dựng đất nước cho một càng ngày giàu mạnh hơn. Mình cũng đang là đảng viên nay được mười mấy năm rồi, bà xã cũng là mới vừa được kết nạp đảng luôn nữa, cho nên là hai vợ chồng cũng đồng chung chí hướng vậy đó. Và thấy mọi việc cái sự phát triển từng ngày từng giờ ở cái thành phố này thì mình thấy là rất là hãnh diện. Qua tâm sự của anh Vinh Quang hay là anh Ngọc Bình, chúng ta có thể cảm nhận thấy rất rõ niềm tự hào của những người con thành phố Hồ Chí Minh về sự phát triển đi lên của thành phố. Từ trong đau thương mất mát, cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã đi lên dựng xây và ngày một phát triển hơn. Đã trở thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ vào dịp 30 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh lại có một triển lãm ảnh về những thành tựu của thành phố. Hãy cùng phóng viên của chúng tôi xem là năm nay triển lãm ảnh có những gì đặc biệt. Tôi đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đang diễn ra triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 44 năm năng động, phát triển và hội nhập. Tại triển lãm này thì bên cạnh những hình ảnh hào hùng về những cuộc đấu tranh của dân tộc để giành được độc lập thống nhất đất nước thì còn có những hình ảnh thể hiện cái sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh sau 44 năm, như là hình ảnh này, Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ trong pháo hoa ở trên cái tòa Landmark 81, một biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh, hay là hình ảnh này, biết đường sông, loại hình vận tải công cộng mới của thành phố và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Qua những hình ảnh trong triển lãm này thì chúng ta có thể thấy rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn lên, chuyển mình để trở thành một thành phố văn minh hiện đại. Bên cạnh tôi đây là nhiếp ảnh gia Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh, thì anh là một người đã có rất là nhiều năm chụp hình về Thành phố Hồ Chí Minh, thì điều gì ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến anh ấn tượng nhất ạ? Từ năm 99 tôi đã từng chụp về cái đô thị phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm đó tôi đã thấy là cái hình dáng, bóng dáng hiện đại của thành phố, nhưng đến ngày hôm nay thì ngày càng phát triển rất là chóng mặt. So với những bức ảnh mà anh chụp về Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm về trước và trong triển lãm năm nay thì hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi như thế nào ạ? Tôi là một công dân của Thành phố Hồ Chí Minh, là một người con rất yêu thành phố, và trong những năm gần đây tôi thấy rằng cái thành phố phát triển về đô thị đó thì rất là mạnh, rất là nhanh, tiến độ rất là nhanh. Và những cái tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều hơn, và chính những cái điểm đó là cái điểm nhấn để cho nhiếp ảnh chúng tôi ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp. Theo anh thì người dân Thành phố Hồ Chí Minh có động lực như thế nào từ lịch sử để mà xây dựng và phát triển thành phố đi lên ạ? Đối với cái thế hệ trẻ và đặc biệt là các bạn sinh sau năm 75 á, tôi thấy rằng bây giờ cái các bạn có điều kiện đi học rất là ở nước ngoài rất nhiều. Và tôi nghĩ từ những cái bạn mà có những có điều kiện được đào tạo ở nước ngoài đó thì họ về Thành phố Hồ Chí Minh để chung tay xây dựng thành phố văn minh, thông minh, thì tôi nghĩ rằng cái đây là đối với chính quyền thành phố cũng nên quan tâm tới cái lực lượng này để mà dùng cái chất xám của họ để mà xây dựng cái thành phố nó ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn ông. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để tiếp tục đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên và phát triển. Tuy nhiên, với những thành tựu đã đạt được thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào và kỳ vọng vào một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Những bức ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng là sự nối tiếp câu chuyện lịch sử cách đây 44 năm. Những triển lãm ảnh như thế này cũng giúp cho người trẻ thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình hiểu hơn về quá khứ hào hùng của toàn dân tộc, hiểu về lịch sử, hiểu về dân tộc để thêm yêu, thêm tự hào và cũng là để định vị chính bản thân mình trong một thế giới phát triển. Một buổi nói chuyện của cựu đại sứ, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Tôn Nữ Thị Ninh với một nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Tại đây, cựu đại sứ đặt câu hỏi cho các em là học sự để làm gì? Câu hỏi này đặt ra trong bối cảnh giới trẻ ngày càng tiếp nhận nhiều luồng thông tin đa chiều về lịch sử, trong đó có cả những thông tin mang tính cực đoan của một nhóm người. Cần một cái kim chỉ nam
cho bản thân, chính mình phải phát triển cái kim chỉ nam đó để nó giúp mình luôn luôn như một cái la bàn, luôn luôn mình biết mình từ đâu đến và mình đang hướng về đâu. Nhiều học sinh mặc dù ở độ tuổi 16-17 tự khẳng định chưa có nhiều trải nghiệm nhưng có tình yêu đặc biệt với môn lịch sử. Nhiều em coi sự hiểu biết lịch sử là động lực để khẳng định giá trị bản thân. Bây giờ mình phải tiếp thu cái xu hướng của 4.0 chứ không phải là mình đi ngược lại 0.0 hay là 1.0 gì đó. Thì thôi, đối với em, mình có thể tiến tới nhưng mình cũng không quên bước lùi lại. Bởi vì quá khứ của mình là những cái gì mình đã đi qua, mình rút kinh nghiệm từ nó chứ không phải là mình quên nó đi. Cha ngày xưa chúng ta thì cũng vì muốn thống nhất đất nước rồi phát triển đất nước để cho người dân cảm thấy hạnh phúc hơn, đất nước được phát triển. Thì em với cương vị là một người trẻ thì em sẽ cố gắng học để mình không giúp được nhiều nhưng mà một phần nhỏ mình có thể giúp đất nước thì phát triển hơn, đó là nhiều bạn trẻ trên đất nước biết đến với Việt Nam mình hơn. Nhờ cái ngày 30 tháng 4 đó thì mình mới được hòa bình như ngày hôm nay, thì em rất là biết ơn vì điều đó. Vậy quan tâm và giải mã quá khứ để nó giúp cho mình một cái công cụ hiểu được hiện tại và hướng tới tương lai một cách đúng đắn. Để khi mình ra thế giới mình còn có thể là tự tin mà khẳng định tôi là người Việt Nam. Với rất nhiều hoạt động triển lãm, đối thoại, cựu đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh với tư cách là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đang mong muốn người dân hiểu thêm về những khía cạnh của lịch sử. Sự hiểu biết này sẽ giúp cho mỗi người tự tin khi nói mình là ai và từ đâu đến. Hiểu về lịch sử để tự tin và tự hào, hiểu để chia sẻ với những mất mát, những hy sinh của bao anh hùng liệt sĩ cùng với gia đình cho đất nước để có được hòa bình, thống nhất đất nước như hôm nay. Một trong những việc làm mà thế hệ trẻ hôm nay đang làm để tri ân với những hy sinh đó, chúng tôi muốn kể cùng với quý vị, đó là từ tháng 4 năm 2018, hàng chục ngàn thanh niên của Bưu điện Việt Nam đã chụp ảnh và cập nhật dữ liệu hàng trăm ngàn ngôi mộ liệt sĩ để xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Sau khi cổng thông tin điện tử đi vào hoạt động, đã có nhiều gia đình liệt sĩ tìm được mộ người thân. Hơn 40 năm, bà Quý cùng gia đình đã đi khắp các nghĩa trang để tìm kiếm mộ phần em mình. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều không đem lại kết quả. Gia đình chỉ biết tưởng nhớ qua ngôi mộ gió. Mọi hy vọng tìm thấy mộ tưởng như bị dập tắt. Bỗng nhiên vào giữa năm ngoái, khi cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ được đưa vào hoạt động, cả gia đình bà Quý đã vỡ òa hạnh phúc khi tìm được mộ phần người thân của mình tại nghĩa trang quận Thủ Đức, cách nhà chỉ vài km. Từ giải phóng tới giờ lại tìm hoài đó, năm nào cô cũng lên cái nghĩa trang đó, nghĩa trang gần đây nè, cô lên hoài thôi, nhưng mà tại sao cô không thấy cái tên đó. Cô mừng lắm, cô mừng mà phải nói nữa, nó đi vô giải lên trển coi đó. Coi thì đúng thấy cái tên đồng chí Quỳ, đúng thì mừng, ngủ không được. Không có cổng tin để thua, đó là một trong những công cụ mà kịp thời để hỗ trợ hàng ngàn hàng vạn gia đình còn thất lạc con em, để mà người ta có một tia hy vọng tìm được để đưa các anh, các chú về với cội nguồn, về với gia đình. Cổng thông tin được tạo nên bởi công sức của hơn 10.000 đoàn viên thanh niên Bưu điện Việt Nam. Dưới cái nắng đầu hè, nơi đâu có nghĩa trang liệt sĩ là ở đó có dấu chân của những đoàn viên thanh niên. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một kênh thông tin giúp cho thân nhân các liệt sĩ bớt khó khăn trong hành trình tìm kiếm mộ phần người thân. Khi mà làm như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã làm một việc có ích cho xã hội. Có thể nó không trực tiếp đến những cái người mà mình thân quen, nhưng mà bản thân mình tự nhận biết được là coi như mình sẽ giúp ích cho rất nhiều cái gia đình mà có những người thân như liệt sĩ ở trên cả nước. Nó cũng cho mình cái động lực đó, tức là ngày xưa cô chú là đã có thể hy sinh mình, thì bản thân là tụi mình là trẻ, thế trẻ như thế này, những việc nào mà thanh niên có thể làm được để góp phần thì tụi mình sẽ đều có thể là cố gắng dành thời gian để tham gia. Mỗi lần đi chụp như thế này thì xác định hết tọa độ, tuổi, tên tuổi, bia mộ, đối chiếu với hai kho dữ liệu của hai bộ cộng với thực tế thì nhé, thành một cái cơ sở liệu chính xác. Em ở đây ấy làm cái ứng dụng cái công nghệ mới rất là thiết thực. 847.000 mộ liệt sĩ đã thu thập thông tin, 2.600.000 bức ảnh mộ liệt sĩ đã được chụp lại, khắc lại 53.000 bia mộ, rà soát bổ sung thông tin 136.000 mộ. Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ góp phần chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mà còn là nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
Với nhiều người, truyền thống cách mạng của dân tộc và của chính gia đình mình là động lực để vươn lên đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Sau đây sẽ là câu chuyện của một công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Tạ Thủy Chi. Được đi học ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng chị còn đặc biệt có cảm xúc với những tác phẩm nghệ thuật cách mạng. Và theo chị, những thành tựu mà chị đạt được là sự tiếp nối truyền thống của gia đình mình. Mình đi học từ rất là bé, đi học xa nhà từ năm 12 tuổi. Nhưng không hiểu sao, khi mà được nhìn những tác phẩm, xem những tác phẩm về đề tài cách mạng, mình rất hứng thú và mình cảm thấy được hai chữ thôi, đó là tự hào. Thì có thể đó là trong dòng máu được thừa hưởng từ ông của mình. Dù là một người lính, thế nhưng mà đối với đứa cháu của mình, ông nhẹ nhàng dạy dỗ khuyên bảo. Gia đình là một phần không thể thiếu trong suốt quá trình mà Thủy Chi trưởng thành và lớn lên. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì bố luôn luôn là tấm gương để cho các con, các cháu noi theo. Mình đã sống không để cho bố mẹ phải buồn phiền. Và đến bây giờ thì đã có Thủy Chi thì cũng không làm cho ông buồn phiền, mà ông rất là vui và tự hào về cháu. Ông ngóng trông từng cái sự trưởng thành tiến bộ của các con các cháu, trong đó mỗi lần chi ra là lại kể cho ông nghe mình làm được những cái gì, đặc biệt là cái vở Tổ quốc ấy, khi mà phát lên sóng thì đã phải để nói cho ông nghe rồi quay lại cho ông xem, thì ông rất là vui. Kịch bản này nó nói về cái sự tàn khốc cũng như là nỗi đau đớn khi đất nước Việt Nam ta bị chia làm hai miền Nam Bắc. Nó nói lên một lòng biết ơn của những người trẻ hiện nay gửi gắm, gửi tặng lại dành cho những người đi trước để cho chúng ta có được một ngày hôm nay. Khi mà có hoạt động gì hoặc là khi có cuộc thi gì là mình đều cố gắng thu xếp để mình có thể tham gia được. Sau khi mà mình nhận được công dân trẻ tiêu biểu thành phố thì mình cảm thấy là cái trách nhiệm của mình nó cao hơn, nhiều hơn, đó là mình được cái danh hiệu này. Mình phải nỗ lực hơn nữa, mình phải làm nhiều hơn nữa để xứng đáng với cái danh hiệu mà mình đã có được. Để dành để mà một lời cảm ơn cho bố mẹ, ông bà. Cô Chi là một người rất là nghiêm khắc và rất là tâm huyết, tình cảm về cuộc sống và về công việc. Một người luôn luôn khiến cho mình cảm thấy rất là khâm phục. Cô Chi là một người tạo cho chúng em động lực. Cô rất tận tâm với tất cả các học sinh như chúng em. Cô là một người rất là nghiêm túc trong công việc. Để được vở như hôm nay, cô Chi đã bỏ ra rất nhiều công sức để cho chúng em thể hiện tốt bản thân của mình. Là một giáo viên cho nên là mình phải là một tấm gương tốt để cho học sinh noi theo. Việc mà trước mắt là mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để đào tạo lên những thế hệ học sinh, các em có thể tiếp bước mình, đem đến cho công chúng những cái tác phẩm đẹp hơn, có mang nhiều ý nghĩa hơn, và để nối liền khán giả và nghệ thuật.